Với lại FedEx phát triển nhanh, FedEx của Mỹ tới giờ này không? Bên nước ngoài có ai gửi bưu kiện nhiều gửi không được. FedEx phát triển nhanh rồi.
sữa. Cái này tự hoài cái này là cái này bốn máy bự ha. Ồ, 747 nha. Ồ, 747 của China, Đài Loan. Chúng bắt chụp máy bay đúng không? Ừ. Nó thân luôn á. Cái hành bỏ. Bỏ cái này. Bỏ cái này. Nó ơn mà. Cái này. Độ lớn. Tới giờ tao điểm rồi xuống liên tục không chịu đốt yếu phốt luôn.
Thank you.
cái này mở rồi. Chân bay giờ quá hả?